Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Ông Phạm Thái Hà, quê ở tỉnh Thái Bình, có học vị tiến sĩ kinh tế, là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Quá trình công tác, ông Phạm Thái Hà từng trải qua các vị trí thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính, hàm vụ trưởng, thư ký của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Quá trình làm trợ lý Chủ tịch Quốc hội, tháng 5 năm 2022, ông Hà được bổ nhiệm giữ thêm chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, việc bắt giữ và khởi tố ông Phạm Thái Hà là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Liên quan đến vụ Tập đoàn Thuận An, có dàn lãnh đạo vừa bị C03 Bộ Công an khởi tố. Nhiều dự án có dấu chân của tập đoàn này cũng bất ngờ bị sờ gáy. Tập đoàn này từng trúng thầu nhiều dự án trải dài từ Bắc tới Nam. Có những dự án đã hoàn thành, cũng có những dự án hiện vẫn còn đang dang dở. Một số thành phố có dự án đầu tư công lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có vài dự án liên quan đến tập đoàn này. Đơn cử tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An vẫn đang thi công một số gói thầu tại 3 dự án rất quan trọng của thành phố như Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên. Tập đoàn Thuận An trúng thầu và thi công dự án nào tại Thành phố Hồ Chí Minh? Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại dự án thành phần 1, đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Thuận An là thành viên liên danh trong tổng số 9 công ty cùng trúng gói thầu XL5. Đây là gói thầu có vốn đầu tư công, được đấu thầu rộng rãi và gói thầu này gồm phần xây lắp, phần khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công. Thời gian thực hiện trong gần 3 năm. Giá trị hợp đồng gói thầu này là 2.303 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An đảm nhận khối lượng 26,5% của hợp đồng gói thầu, tương đương với 610 tỷ đồng. Gói thầu đang ở giai đoạn bắt đầu thi công và đến nay, Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường. Tại dự án này, ngày 25 tháng 12 năm 2023, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, thành phố, đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói xây dựng đường Vành đai 3, đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi trước đó, ngày 19 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh, liên tiếp có hai quyết định về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu XL05 với đoạn từ cầu Tân Kỳ, Tân Quý đến cầu Bưng và gói thầu XL06 đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương của dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên được đầu tư bằng vốn ngân sách. Gói thầu XL05 có chiều dài 3,05 km, giá trúng thầu gần 562 tỷ đồng. Do liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, sau này đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và 5 doanh nghiệp khác trúng thầu. Tại gói thầu này, theo hợp đồng, Tập đoàn Thuận An thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng bờ phải. Khối lượng phần việc mà Tập đoàn Thuận An đảm nhận là 77,5 tỷ đồng, chiếm 13,80% của hợp đồng. Giá trị đã tạm ứng chưa thu hồi của Tập đoàn Thuận An theo hợp đồng là 22,7 tỷ đồng. Gói thầu XL06 với chiều dài 2,85 km, giá trúng thầu là hơn 458,3 tỷ đồng. Liên danh trúng thầu gồm Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An cùng 4 công ty khác, trong đó có một vài doanh nghiệp đã có tên trong liên danh trúng thầu ở gói XL05. Tại gói thầu XL06, theo hợp đồng, Tập đoàn Thuận An được thực hiện thi công các hạng mục xây dựng, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật,
trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng ở bờ phải. Phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng 53,6 tỷ đồng, chiếm 11,7% của hợp đồng. Công ty này đã tạm ứng 15,3 tỷ đồng. Với dự án này, dù là đơn vị được Ủy ban Nhân dân thành phố giao làm chủ đầu tư dự án, nhưng tại hai quyết định trên, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng đều giao cho trưởng ban điều hành dự án 4 và liên danh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế xây dựng thương mại dịch vụ Ngô Trần, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý xây dựng Sài Gòn, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và đầu tư Toàn Hưng Thịnh chịu trách nhiệm về tính trung thực, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu, đồng thời chịu trách nhiệm về tính hợp lý, chính xác của các nội dung, tài liệu, số liệu trong kết quả lựa chọn nhà thầu đã trình duyệt. Tuy nhiên, dù là dự án trọng điểm, nhưng thành phố vẫn không yêu cầu huy động chuyên gia của các sở, ngành để tham gia tổ chấm thầu, xét duyệt nhà thầu, mà việc này vẫn giao cho tiểu ban quản lý dự án và các đơn vị tư nhân, giống như với những dự án khác. Tại hầm chui Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Tập đoàn Thuận An và hai công ty khác là liên danh trúng thầu gói xây lắp số 2, xây dựng hầm chui HC2 và trạm bơm. Giá trị gói thầu hơn 262,7 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Thuận An là 94,6 tỷ đồng. Hai dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Hiện trạng dự án tại thành phố Hồ Chí Minh có dấu chân của Tập đoàn Thuận An. Về hiện trạng, trên công trường, sự góp mặt của nhà thầu Thuận An bao gồm dự án xây dựng kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên, phạm vi gói thầu XL5 và XL6, các công nhân và máy móc được bố trí rải rác xây dựng. Tuy nhiên, một số vị trí sát cầu Ông Bưng về hướng cầu Tân Kỳ, Tân Quý, gói XL5 không có người xây dựng, rác đến bao vây bãi tập kết vật liệu xây dựng và kè bê tông còn dang dở. Tại công trường xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, kết nối quận 7 và huyện Nhà Bè vẫn làm việc bình thường. Ban giao thông đã tạm rào chắn nút giao này để xây dựng các đốt hầm kín thuộc hầm chui HC1 và HC2. Nhà thầu Thuận An là thành viên liên danh cùng hai nhà thầu khác làm gói thầu xây lắp số 2, tổng giá trị hợp đồng 262,7 tỷ đồng, bao gồm dự phòng và các loại thuế, phí. Trong đó khối lượng thực hiện của nhà thầu Thuận An là 105 tỷ đồng, bao gồm dự phòng và các loại thuế, phí, tương ứng với tỷ lệ 40% của hợp đồng. Gói thầu này đã thi công từ tháng 4 năm 2020. Đến nay, nhà thầu vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công trình trong quý 3 năm 2024. Về việc thi công các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4, ông Trần Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, khẳng định tập đoàn vẫn tiếp tục triển khai các gói thầu tại các dự án ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Hiện cơ cấu tổ chức, nhân sự, người đại diện theo pháp luật, tài chính của doanh nghiệp đã được đảm bảo để triển khai các công việc như kế hoạch đã đề ra. Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, tiền thân của Tập đoàn Thuận An, từng trúng thầu hai dự án do các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nay là Cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL17 sửa chữa gia cường cầu Rằng trên quốc lộ 14D, tỉnh Quảng Nam. Dự án thành phần 2, giai đoạn 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa gia cường các cầu trên quốc lộ, đảm bảo đồng bộ tải trọng khai thác trên tuyến. Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, dự án này do liên danh Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu dự án hơn 34,8 tỷ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng 10 tháng. Tiếp đến ngày 19 tháng 12 năm 2022, Cục Đường bộ Việt Nam cũng có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng 02, thi công xây dựng đoạn km 40 đến km 71+500 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km 15+270 đến km 89+700 tỉnh Quảng Nam. Nhà thầu chính là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Tân Hoàng Long, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Tây An. Nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần 134 Việt Nam. Giá trúng thầu dự án hơn 507,5 tỷ đồng. Loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 650 ngày. Được biết, năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E,
đoạn km 15+270 đến km 89+700 qua tỉnh Quảng Nam. Dự án có điểm đầu tại km 15+270 thuộc địa phận xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, điểm cuối tại km 89+700 thuộc địa phận xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn. Tổng chiều dài xây dựng khoảng 70,69 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.848 tỷ đồng. Dự án do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 4, Tổng cục Đường bộ tổ chức quản lý thực hiện. Hiện tại, tuyến quốc lộ 14E đang được thi công là một trong số các dự án giao thông trọng điểm tại tỉnh Quảng Nam. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thường xuyên quan tâm đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các nhà thầu để sớm thi công hoàn thành dự án. Thế nhưng, nay lãnh đạo tập đoàn Thuận An bị khởi tố bắt tạm giam trước vụ việc trên, dư luận lo lắng liệu vấn đề này có ảnh hưởng đến tiến độ của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E hay không. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan ra soát tình hình triển khai của nhà thầu tại hiện trường. Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thực tế hiện nay, toàn tuyến quốc lộ 14E đang vướng mặt bằng nhiều, khối lượng triển khai chưa lớn. Ông Nguyễn Xuân Ảnh cho hay, sau khi ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thuận An bị bắt, chưa rõ việc phân công nhiệm vụ trong nội bộ tập đoàn thế nào, đảm bảo nguồn tài chính ra sao để tiếp tục triển khai thi công các dự án do công ty trúng thầu. Ông cũng cho biết, việc ông Hưng bị bắt thì chắc chắn có ảnh hưởng đến dự án, nhưng không biết ảnh hưởng tới đâu. Tuy nhiên, ai sai thì người đó chịu trách nhiệm. Nguyên tắc nhà thầu tham gia trúng thầu phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng chất lượng, đúng yêu cầu của chủ đầu tư, không thì mời ra, chuyển khối lượng cho nhà thầu khác. Theo ông Nguyễn Xuân Ảnh, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14E do Ban quản lý dự án 4 triển khai đấu thầu qua mạng. Các thủ tục được thực hiện theo quy định. Tập đoàn Thuận An được biết đến là đơn vị trúng nhiều gói thầu các công trình giao thông lớn tại nhiều tỉnh thành.